Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Sớm khắc phục lỗ hổng trong quản lý xe limousine. Cần thay đổi văn hóa chen lấn luồn lách khi tắc đường. Thưa quý vị và các bạn, thực tế nhiều vụ tai nạn liên quan đến các xe limousine xảy ra trong thời gian qua và đặc biệt là vụ xe limousine của nhà xe Lý Thảo, huyện Tĩnh Gia gây tai nạn trên đường cao tốc Pháp Vân mới đây một lần nữa cho thấy công tác quản lý loại hình dịch vụ này đang còn những lỗ hổng cần sớm được khắc phục. Hiện nay, Thanh Hóa đang có 6 nhà xe hoạt động limousine trá hình dưới hình thức xe hợp đồng. Nghị định số 86 và thông tư số 63 quy định về điều kiện kinh doanh, tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, yêu cầu xe hợp đồng từ 10 chỗ trở lên phải báo cáo Sở Giao thông Vận tải trước khi thực hiện hợp đồng hành trình, danh sách khách, điểm đón trả khách. Để lách luật, nhà xe đã hoán cải xe 16 chỗ xuống còn 9 chỗ, núp bóng dưới hình thức xe hợp đồng để hoạt động. Xe limousine hoạt động liên tục, khoảng 1 tiếng có một chuyến xuất phát, thậm chí thời gian cao điểm chỉ 30 phút lại có một chuyến. Điều này đã tạo áp lực cho các lái xe với thời gian chạy xe để quay vòng chuyến. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe limousine thời gian gần đây. Vì vậy, đã đến lúc lực lượng chức năng cần siết chặt quản lý loại hình xe limousine, nhất là thời gian hoạt động của các lái xe trên địa bàn nhằm ngăn ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông. Luật giao thông đường bộ quy định các loại phương tiện thi công chỉ được vận hành trong công trường, trường hợp lưu thông phải thực hiện các biện pháp an toàn không ảnh hưởng tới công trình đường bộ. Thế nhưng hiện nay vẫn nhiều xe lưu, máy xúc nghênh ngang đi lại trên nhiều tuyến đường mặc cho quy định cấm. Hình ảnh này phóng viên An toàn giao thông 24 giờ ghi lại trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Hoàng Hóa. Bất chấp quy định của luật, xe lưu, máy xúc vẫn nghênh ngang đi lại, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Với hành vi này, theo điều 33 nghị định số 46 của Chính phủ, người điều khiển bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Thưa quý vị và các bạn, khi đường đông ùn tắc giao thông xảy ra, thay vì chấp hành quy định của luật đi đúng làn đường, hiện nay nhiều người tham gia giao thông lại chen lấn luồn lách theo kiểu mạnh ai nấy đi, khiến cho việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Với điều kiện hạ tầng giao thông đang còn những hạn chế như hiện nay, nếu người tham gia giao thông không tự giác nâng cao ý thức văn hóa tham gia giao thông thì tình trạng ùn tắc sẽ ngày càng phức tạp. Mặc dù các cựu chiến binh phường Ba Đình thường xuyên nhắc nhở điều tiết giao thông, tuy nhiên tình trạng ùn tắc trên tuyến đường Đinh Công Tráng, đoạn trước cổng trường tiểu học Ba Đình thường xuyên xảy ra. Và nếu nhanh thì cũng 10 phút, còn lâu thì phải 30 phút, thậm chí lên đến 45 phút, tình trạng kẹt xe mới được giải tỏa. Tương tự, do có các cơ quan doanh nghiệp và trường học nằm dọc trên tuyến, mỗi khi tan tầm, tuyến đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên thường xuyên xảy ra ùn tắc cục bộ, các phương tiện qua lại rất khó khăn. Đáng nói, đường đã hẹp nhưng nhiều xe ô tô dừng đậu đỗ hai bên đường, khiến xe máy, xe thô sơ phải đi chung vào làn đường ô tô. Và như vậy, chỉ cần một xe ô tô quay đầu, ùn tắc giao thông lại kéo dài. Đi về phía đó, là phương tiện giao thông như là ô tô đó, đấy, là có một số ít là vẫn không nhường đường để cho xe máy hoặc là xe đạp, người đi bộ vẫn len lên phía trên để lấn đường các phương tiện giao thông khác làm tắc đường. Cái cơ sở vật chất nó có những cái hạn chế, cho nên là cái nhận thức về vấn đề trách nhiệm giao thông nó cũng chưa được đầy đủ, chưa được giáo dục một cách cặn kẽ, và rồi người nào cái ý thức nó cũng vội vàng này khác, nó dẫn đến chen lấn rồi mạnh ai nấy đi, thành ra có những vấn đề hạn chế. Thì cái này nó cũng là cái tồn tại mà buộc các nhà lãnh đạo phải tuyên truyền cho các tầng lớp trong nhà trường, rồi những cán bộ công nhân viên chức hoặc là những người mà có cái trách nhiệm tham gia giao thông phải hiểu rõ về luật giao thông thì mới đảm bảo cái thành phố văn minh sau này được. Dù chưa đến mức trầm trọng như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thế nhưng hiện nay trên nhiều tuyến đường của tỉnh, nhất là các tuyến đường nội thành thành phố Thanh Hóa, tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra. Để giải quyết bài toán ùn tắc giao thông, hiện Sở Giao thông Vận tải đã xây dựng đề án chống ùn tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ và khu vực thành phố Thanh Hóa. Tuy nhiên, trong khi chờ đề án được triển khai, trước mắt mỗi người tham gia giao thông cần thay đổi thói quen mạnh ai nấy đi và có ý thức văn hóa nhường đường mỗi khi xảy ra tắc đường. Đường đông, ai cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi ùn tắc, song việc chen lấn lên lỏi càng khiến ùn tắc thêm phức tạp kéo dài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Quý vị và các bạn có thể xem lại chuyên mục trên trang web truyền hình thanhhoa.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.